Nam sinh thông chốt đo nồng độ cồn tông văng công an giao thông. Tối ngày 17 tháng 1 tại thành phố Hà Tĩnh xảy ra vụ việc một nam sinh lớp 12 điều khiển xe máy với tốc độ cao tông xe vào một chiến sĩ công an giao thông đang làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn trên đường Hà Huy Tập. Vụ việc khiến chiến sĩ này bị thương phải nhập viện điều trị. Riêng nam sinh sau khi tông xe vào công an giao thông đã bị mất lái, ngã xuống đường và cũng bị thương. Sau vụ việc, chiến sĩ công an giao thông bị tông văng đã được đồng đội đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nhập viện để chữa trị. Được biết, hiện sức khỏe của cả hai người đã ổn định. Nam sinh là học sinh lớp 12 thuộc trường Trung học Phổ thông Thành Sen. Lãnh đạo nhà trường cho biết đã có mặt tại bệnh viện xác nhận để theo dõi tình hình sức khỏe của chiến sĩ công an giao thông. Người tông xe vào chiến sĩ công an giao thông là một nam sinh lớp 12 của trường. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại bệnh viện. Qua thăm hỏi thì được biết chiến sĩ công an giao thông bị thương phần mềm, có một vết thương ở vùng đầu, chân. Sau sự việc, nhà trường sẽ xem xét biện pháp xử lý kỷ luật đối với nam sinh này, lãnh đạo trường Trung học Phổ thông Thành Sen cho biết. Bác tin phạt 7,5 triệu đồng TikToker đang bị đuổi khỏi quán vì ngồi xe lăn. Chiều ngày 17 tháng 1, mạng xã hội lan truyền thông tin nam TikToker Vũ Minh Lâm bị phạt 7,5 triệu đồng do đăng tin sai sự thật liên quan bài đăng bị đuổi khỏi quán ăn vì ngồi xe lăn. Trước thông tin trên, sáng ngày 18 tháng 1, chúng tôi đã liên hệ đại diện thanh tra sở thông tin và truyền thông Hà Nội. Vị này khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Hiện các đơn vị chức năng có liên quan đang làm việc đúng quy trình và sẽ thông tin khi có kết luận cuối cùng. Trong khi đó, ngày 17 tháng 1, sau 5 ngày khiến cộng đồng mạng dậy sóng với bài đăng bị đuổi khỏi quán vì ngồi xe lăn, Vũ Minh Lâm đã gỡ bài viết này trên trang Facebook cá nhân. Ngoài ra, video ngày cuối ở Hà Nội trong đó có nội dung nam thanh niên cùng bạn gái đi ăn tại quán phở trên phố Nam Ngư cũng đã được ẩn khỏi kênh TikTok của Vũ Minh Lâm. Tính năng bình luận trên kênh này cũng đã được tắt. Dù đã nhiều lần liên hệ, tuy nhiên Vũ Minh Lâm nói đang bận và không đưa ra bất kỳ nội dung nào lý giải về động thái trên. Trước đó, Vũ Minh Lâm cũng đã ẩn toàn bộ các bài đăng trên Facebook cá nhân và tắt bình luận sau khi nhận về sự tranh cãi của cộng đồng mạng. Trong khi đó, chủ quán phở trên phố Nam Ngư bày tỏ mong muốn sự việc dừng lại tại đây để cả hai bên không bị ảnh hưởng. Ghi nhận những ngày qua, thực khách đến dùng bữa tại quán phở ngày càng tăng, thậm chí nhiều thời điểm quán hết hàng sớm hơn dự kiến. Khỉ sai nổi điên tấn công du khách trên bãi biển. Trong một đoạn video, con khỉ đuôi dài màu xám bất ngờ đuổi theo tấn công nữ du khách trẻ trên bãi biển, gọi là bãi biển khỉ thuộc quần đảo Koh Phi Phi, Thái Lan, khiến người này hoảng loạn bỏ chạy. Dù được nói rằng những con khỉ này rất thân thiện, tuy nhiên thực tế lũ khỉ tỏ ra hung hãn khi đói, trong khi du khách bị cấm cho chúng ăn. Không ít người cho biết họ bị lũ khỉ cào cấu và cắn khi tới bãi biển du lịch. Một du khách, người quay video về sự hung hãn của bầy khỉ, cảnh báo: "Tôi quay video này trong chuyến du lịch mới nhất tới Thái Lan của mình. Nếu bạn muốn tới khám phá nơi đây, đừng tới quá gần lũ khỉ và cho chúng ăn." Quan chức bảo vệ hoang dã Thái Lan từ lâu đã có biện pháp kiểm soát lũ khỉ nhưng không hiệu quả. Họ từng vây bắt 80 con khỉ từ một ngôi làng ở ngoại ô thủ đô Bangkok sau khi nhận nhiều phản ánh từ người dân bị chúng quấy phá. Thời điểm đó, lũ khỉ thường vào nhà lục lọi đồ đạc hoặc lấy đồ ăn trong tủ lạnh. Những con khỉ đực thường tỏ ra hung hăng trong mùa giao phối kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Khởi tố người đâm chết phó trưởng công an phường ở Huế. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Sang, 24 tuổi, trú thành phố Huế, để điều tra hành vi giết người. Sang là kẻ có biểu hiện loạn thần, thường xuyên chặn xe, gây gổ và dọa đánh người đi đường trên đường Lê Đức Anh, thành phố Huế. Công an phường Thủy Vân đã phát thông báo cảnh báo cho người dân, cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường để biết về trường hợp của Sang. Vào 17 giờ ngày 12 tháng 1, sau khi nhận được thông tin Nguyễn Tấn Sang có hành vi chặn đầu các xe ô tô trên đường Lê Đức Anh, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, Đại úy Trần Duy Hùng và Phó trưởng Công an phường Thủy Vân và Trung úy Dương Văn Minh Hiếu, cảnh sát khu vực phường cùng bảo vệ dân phố nhanh chóng đến hiện trường để vận động, nhắc nhở và yêu cầu Sang quay trở lại nhà.
Tuy nhiên, Sang không chấp hành yêu cầu của lực lượng công an mà còn có thái độ hung hãn, lời qua tiếng lại xô xát với tổ công tác. Khi tổ công tác đang vừa tìm cách để kiểm soát hành động hung hãn của Sang, vừa điều tiết giao thông thì bất ngờ Sang vùng chạy vào trong nhà, lấy một cây dao nhọn rồi lao ra tấn công công an. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Đại úy Trần Duy Hùng cùng đồng đội đã lao vào khống chế Sang. Trong quá trình trấn áp tội phạm, Đại úy Hùng bị Sang đâm nhiều nhát vào vùng cổ, ngực. Dù được đồng đội và người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng, Đại úy Hùng đã hy sinh. Được biết sau khi khởi tố vụ án, Sang sẽ được giám định tâm thần theo quy định. Thông tin mới nhất về vụ 3 thợ lặn mất tích sau tiếng nổ lớn ở Cà Mau. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Ân Tây, tỉnh Cà Mau cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân 3 thợ lặn mất tích sau tiếng nổ lớn. Theo lãnh đạo xã Tân Ân Tây, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, khu vực sông Cửa Lớn có tiếng nổ lớn phát ra từ ghe của nhóm thợ lặn. Sau đó, người dân hô hoán nhau vì phát hiện một số bộ phận được cho là cơ thể người vương vãi trên các cành cây ven sông Cửa Lớn. Đó, gỗ gà đó. Đâu? Đâu? Mày đây. Hiện tại vẫn chưa xác định được là 3 nạn nhân hay nhiều người hơn bị mất tích sau tiếng nổ lớn, vì thời điểm đó không có nhân chứng ở hiện trường nên chính quyền địa phương chỉ nắm được thông tin thông qua người nhà của 3 nạn nhân đến trình báo, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Ân Tây nói. Cũng theo vị lãnh đạo này, 3 người mất tích gồm ông Tâm, 42 tuổi, Nhí, 33 tuổi và Hạnh, 16 tuổi cùng ngụ huyện Nam Căn. Hiện vẫn chưa xác định được vị trí các thợ lặn mất tích. Công việc tìm kiếm đang được khẩn trương tiến hành. Nguyên nhân vụ nổ cũng chưa xác định được có phải là do bình dưỡng khí oxy của các thợ lặn gây ra hay không. Trước đó, 3 thợ lặn này mang theo phương tiện hành nghề, đi trên tàu đến khu vực sông Cửa Lớn để lặn mò phế liệu. Tuy nhiên, đến 9 giờ 30 sáng cùng ngày, người dân sống hai bên bờ sông nghe được tiếng nổ lớn phát ra từ tàu của nhóm thợ lặn. Qua kiểm tra, cả 3 người bị mất tích, một số bộ phận cơ thể người vương vãi trên sông. Lật xe tải chở bia ở Nghệ An, người dân giúp tài xế thu hàng trăm thùng bia đổ tràn ra đường. Cụ thể, chiếc xe tải biển kiểm soát Nghệ An do tài xế tên Hùng điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn cầu Lồi Nghệ An bị lật. Vụ việc không làm tài xế bị thương nhưng xe tải đã hút đổ một đoạn rào cứng, ngăn cách đường và khiến hàng trăm két bia đổ tung tóe xuống đường. Người dân địa phương và người đi đường đã giúp tài xế thu gom bia, xếp gọn gàng để chủ hàng vận chuyển đi nơi khác giải phóng đường. Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng trạm cảnh sát giao thông Nghệ An đã có mặt, bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, khu vực này đã được giải tỏa, các phương tiện lưu thông bình thường. Nguyên nhân ban đầu là do trời mưa, đường trơn, tài xế phanh gấp nên xe bị trượt, tự lật. Hành động đẹp của người dân Nghệ An khi giúp tài xế gom bia đã nhận được sự tán dương của cộng đồng mạng. Chủ nhân số hàng hóa nói trên cũng đã lên trang cá nhân cảm ơn sự giúp đỡ của người dân và lực lượng chức năng. Tự ý vào phòng trọ sờ đùi cô hàng xóm, người đàn ông bị chém gục tại chỗ. Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Ngô Thái Thi 4 năm tù, Chim Nguyễn Minh Duy 2 năm tù, Trần Thanh Liêm 2 năm 6 tháng tù, Lâm Thị Bích Ngọc 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Ngọc Gia Bảo 3 năm tù và Nguyễn Thái Tài cùng ngụ thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 3 năm 6 tháng tù về tội giết người. Theo cáo trạng, chiều ngày 28 tháng 8 năm 2022, bị cáo Ngọc nằm trên giường cùng con trai khoảng 12 tháng tuổi tại một phòng trọ ở thành phố Bạc Liêu. Sau đó, ông Phương ở đối diện phòng trọ của Ngọc bất ngờ mở cửa đi vào, lên giường nằm cạnh và dùng tay sờ vào đùi của Ngọc. Lúc này, Ngọc đã nhiều lần yêu cầu Phương ra khỏi phòng nhưng không được nên người phụ nữ đã dùng kéo dọa đâm thì người đàn ông trên mới chịu trở về phòng của mình. Ngọc đã nhắn tin kể lại vụ việc cho Ngô Thái Thi biết. Tức giận khi biết vụ việc, Thi cùng Bảo và Tài đã tìm ông Phương nói chuyện rồi dùng dao tự chế chém gây thương tích 22% cho người đàn ông này. Gái xinh chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng nhờ chiêu lừa mang thai hộ.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đã khởi tố bắt giam Vũ Thị Liễu sinh năm 1990, trú tại tỉnh Hải Dương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 10 năm 2023, Vũ Thị Liễu đã nhiều lần đưa ra các thông tin gian dối về việc cần tiền thực hiện các thủ tục, công đoạn để thực hiện việc mang thai hộ giúp một người phụ nữ trú tại tỉnh Nghệ An, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân với số tiền hơn 560 triệu đồng. Theo cơ quan chức năng, điểm chung của các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản là sự tin tưởng của các nạn nhân đối với đối tượng lừa đảo. Công an Nghệ An khuyến cáo người dân cần tăng cường trau dồi kiến thức về pháp luật, chính sách, thường xuyên theo dõi các thông báo phương thức thủ đoạn phạm tội của cơ quan chức năng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nghiên cứu kiểm tra kỹ trước khi thực hiện các giao dịch về tài chính, đề phòng trước những khoản đầu tư mang lợi nhuận cao. Không cho mượn cho thuê các giấy tờ cá nhân liên quan như căn cước công dân, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, thẻ ngân hàng, không nhận chuyển khoản ngân hàng hoặc nhận tiền chuyển khoản của các ngân hàng cho người không quen biết. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.